Christine Sa xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài và trở lại với chương trình thật là đặc biệt của chúng tôi với tựa đề The Making of Asia. Thưa quý vị, Christine Sa cùng với Đăng Minh, John D. Bạch và Sophie Bảo Trân. Oh my God. I like this. Đã theo sát bước các anh chị em của Trung tâm Asia. Và trong ngày mà mọi người có mặt để tập dượt lần cuối trước ngày quay hình, chúng tôi có để ý giọng ca vàng mới nhất của Trung tâm Asia, cô Hoàng Anh Thư, không được khỏe. Vâng, ăn cái gì á em đau quá, em khó quá trời cho tới bây giờ. Really? Chắc là bị stomach rồi. Rất là nặng á. Vâng, em chưa bao giờ bị vậy á. Uống tí trà nóng vô. Có gừng. Uống tí trà nóng. Uống tí trà nóng. Ở dưới có cái kia có phải là tí nóng. Dạ, ở phải thật đấy à. Thì sôi thì bệnh cũng phải ráng vượt qua, mà cũng chưa bao giờ mà bị giống vậy nên không biết. Có thể nói đây là ác mộng của tất cả những ca sĩ bị bệnh trước khi ngày lên sân khấu. We can look at a more stage right. To introduce the MC, okay? So you're gonna be off stage announced. It's a voiceover. Voiceover, yes. Kính thưa quý vị, người điều khiển chương trình cho ngày hôm nay. With which mic should he do? Should he do that? Và quý vị, Cát Linh là người học trò cuối cùng của nhạc sĩ Nhật Ngân. Còn Nhật Linh là thí sinh được vào vòng chung kết của giải giọng ca vàng 2011. Thưa quý vị, một trong những khuôn mặt mới của Trung tâm Asia lần này là cô ca sĩ Cát Linh. I'm excited. I was nervous because the rehearsals yesterday was like last minute, so I didn't get my practice down, and it lasted till like 7:30, so I was nervous because I didn't know what I was doing. Không phải là một trong những thí sinh của cuộc thi giọng ca vàng, thì câu chuyện của cô Cát Linh như thế nào? Chúng tôi xin được chia sẻ sau đây. Nhưng ngay bây giờ là cuộc nói chuyện ngắn giữa nữ ca sĩ Tâm Đoan và nam ca sĩ Tường Khuê. Ủa, nhưng mà có phải là Tường Khuê đó không? Đây là nhiều người nói em giống Tường Khuê đi. Mà thiệt. Đi make up cho bên này đấy. Ví dụ như make up xong cái cô nó hỏi bạn không cưng. Hỏi chị nhà khỏe không? Ủa chị nhà khỏe ta sao mới biết mình chị nào? Mà có chị, tôi có chị không? Có chị, có hai người chị luôn, có hỏi chị phải không? Thì mình cũng nghĩ chắc ta hỏi con quơ, không cái bạn trả lời câu đó, đừng cho qua đi. Thế em giỏi quá. Giỏi nữa là sao nữa, thêm câu nữa mình ngạc nhiên. Cái câu biết câu kế là gì không? Chị Như Quỳnh chắc lúc này khỏe lắm mà, rồi nó hiểu rồi. Anh không ngủ. Chị ra nói là em giống anh quá vậy, mới cho anh ngủ đi rồi em lên em diễn thế. Xuất hai. Nào gì anh? Tường Khuê vậy à? Và chúng tôi cũng xin cảm ơn cả hai Tường Khuê rất nhiều. Can we remove the people in the middle out and keep better timing? Tâm Đoan muốn dựng một cái hình ảnh về Huế, nhưng mà nó rất là đơn giản, một cái gì rất trừu tượng nhưng mà rất là lớn, và phải làm một cái surprise cho khán giả nữa. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui thì nghĩ đến Huế là màu tím, nón lá, áo tím. Cho nên
không biết nữa, mà đêm đó Tâm Đoan ngủ không được. Tâm Đoan nói là hai anh em đứng hát với nhau là một chuyện rồi, có ca đoàn sau lưng cũng rất là vĩ đại rồi, nhưng mà mình thiếu một cái hình ảnh của Huế. Và Tâm Đoan đã dựng lên cái khúc mà khán giả ngạc nhiên đó là một cái nón lá, nhưng mà anh Khuê kéo cái dây nón ra và cả một cái thành phố Huế. Tâm Đoan muốn nó có một cái hình ảnh đi chung với cái lời hát. Yeah, tại vì bây giờ thì you know, because right now is đợi all night long, so it's gonna be a while. This is the part where you do most of all the waiting. And then I don't know, it's thí dụ mà ngủ ở trong kia thì mất công như là ngủ quên. Nhạc phẩm thật là đặc biệt để kết thúc chương trình Asia kỳ này là một bài hát mới của nhạc sĩ Trúc Hồ với tựa đề Nhân dân Việt Nam. Để dựng lên tiết mục này, mọi người đã phải có mặt và rất là kiên nhẫn với nhau vì tất cả những khía cạnh và chi tiết cần sự chú ý. Thì trong chương trình này, anh muốn cảm ơn quý vị khán thính giả đã yêu mến nhạc anh, cho nên anh mới có cơ hội anh sáng tác tiếp trong 30 năm qua. Và có một bài đặc biệt là bài Nhân dân Việt Nam, anh viết cũng trong đầu của anh cũng mấy năm rồi, sau khi anh viết bài Thiên Thần Trong Bóng Tối và bài Đất Lời Sông Núi thì anh cũng đã định viết bài này trong đầu, nhưng mà không có thời gian mà hoàn tất. Quá nhiều bận bịu công việc, nhưng mà trong kỳ này thì nhiều chuyện thay đổi, nhất là chuyện những nhà đấu tranh trong nước, nhạc sĩ, ca sĩ Việt Khang bị bắt một cách bí mật âm thầm và hiện giờ không biết đang ở đâu, cho nên nó làm một động lực, làm cho anh hứng khởi để hoàn tất cái tác phẩm mà anh đã viết cũng mấy năm rồi mà chưa xong, đó là bài Nhân dân Việt Nam. Anh nghĩ là trong chương trình này, mọi người Việt Nam của chúng ta khắp nơi, chúng ta phải hành động để biến giấc mơ, ước mơ thành sự thật. Đó là chúng ta muốn có một nước Việt Nam được thật sự an bình, tự do, công bình cho mọi người dân khắp ba miền. Xin cảm ơn anh. Đã tập dượt hết tất cả những tiết mục trong chương trình rồi, cô Hoàng Anh Thư có cảm thấy bớt đau không? Stage manager Diệu Quyên đã chia sẻ cô ấy cảm thấy mình nên chú trọng vào vấn đề này. Chị Quyên là nó rất là serious chứ không phải là bình thường, cho nên chị đã kiếm bác sĩ để coi nó như thế nào. May mắn là những cái lần trước mà mình có show đó thì mình có bác sĩ chung chỉnh ngay tại trong cái show luôn, xong bác sĩ coi, bác sĩ chuẩn cho nó cái mặt như thế nào, xong bác sĩ dựa theo cái đó và chỉ cho thuốc. Còn cái kỳ này đó nhiều lúc mình phải take it serious, chứ nếu mà bạn em nói là nó đau tay đau chân mà mình không có để ý thì nó sẽ ảnh hưởng lâu dài cho các em tự nhiên cho tới sau cái show, cho nên mình phải take care of nó right away as soon as possible. Khi người bác sĩ mà in-house tới, xong bác sĩ paramedic tới, xong mình xem thì bác sĩ anh thương như thế nào, đau bụng lắm.
Tuy rằng còn rất đau và đang chờ đợi bác sĩ đến, Hoàng Anh Thư vẫn lên sân khấu để dợt lại bài của mình. Đúng là đam mê, phải không quý vị? Nhưng đam mê hay không, không ai giấu được sự lo lắng cho anh Thư. Cô ấy có đủ khỏe để quay hình ngày mai không? Christine, xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình The Making of Asia trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, phần 3 sẽ được trình chiếu trong tuần tới. Thì Christine Sa xin kính mời quý vị hãy đón xem phần 3 để tiếp tục theo dõi những câu chuyện của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Và Christine Sa xin kính chào tạm biệt quý vị. Câu chuyện của ca sĩ Cát Linh đến với Trung tâm Asia ra sao? Ai đã bị dắp té trên sân khấu? Và xe cứu thương đã cần phải đến cho ai? Xin quý vị hãy đón xem The Making of Asia kỳ tới. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm, liên khúc tuyệt vời, tình ca muôn thuở. Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh. Những liên khúc một thời vàng son của nhạc trẻ Việt Nam. Tân ngắt đi một cụm hoa thạch thà. Em nhớ cho một. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022. Trung tâm Asia trân trọng kính mời. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm nhỏ. Những tác phẩm vượt thời gian trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sông kiếm lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn. Nghĩ mình tuổi thân muôn. Những sáng tác lưu vong mang lại ưu tư quốc gia dân tộc. Là bao khốn cùng chất đầy tuổi thơ. Mắt nó thèm cơm cháo. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2012. Trung tâm Asia trân trọng kính mời.